gặp lại mọi người trong cái clip ngày hôm nay nha. Hôm nay mình sẽ quay lại cái mô hình nuôi cô đồng của mình nha mọi người. Thì cách đây khoảng hai mấy ngày rồi mình chưa có quay về cái mô hình, quay lại cái mô hình của mình nha. Đây thì cái video đợt trước thì mình lựa một số cua giống để qua để nhân giống thêm nha mọi người. Giờ cách đây cũng khoảng gần tháng rồi, cũng hai mấy ngày rồi đó. Giờ cua cũng đẻ là cũng khá nhiều rồi nha mọi người. Đây này, mà cho thêm bèo cám nha. Bèo cám là nó lọc nước khá là tốt nha mọi người. Từ khi mà mình bỏ qua đây là mình không có thay nước luôn á. Khoảng hai mấy ngày rồi đó. Nước là rất là trong luôn nha mọi người. Đây nè. Mình dạch ra cho coi, đó. Nước khá là trong luôn á. Thấy đáy. Bèo cám này nó lọc nước khá là tốt luôn á. Đây mình làm thêm bên đây nữa nha mọi người, mình cho nó đẻ thêm một bên nữa là hai hồ luôn. Giờ mình sẽ vô mình bắt cua con lên cho mọi người xem nha. Nay cũng cua cũng được gần 2 tuần lễ rồi nha mọi người, cua con. Để bây giờ mình vô mình bắt cho mọi người xem nha. Nằm trên lục bình khá là nhiều luôn nè, mình dỡ lên nằm trong rễ. Càng ngày thì nó trú, còn đêm nó lên nhìn nhoi nhóc luôn. Đây được cũng này nó đẻ cua cái thì nó đẻ cũng không có trùng ngày như mọi người. Cái thì cũng cách 3 4 ngày thì nó đẻ lặn, con này đẻ xong tới con kia nha mọi người. Nó cũng không có đồng đều, quan trọng là mình lấy giống là được rồi. Này khoảng 2 tuần lễ rồi. Mình để cho nó đẻ gần hết xong cái mình chuyển qua bên hồ bên đây nữa nha mọi người. Tối này mình ra mình cũng có bắt một số con để đem qua đây cho nó đẻ tiếp nha. Tại bên kia nó đẻ nhiều rồi, mình sợ nó bị chặt hồ á. Giờ nó ở dưới lục bình nhiều lắm luôn, cua con à. Để mình dỡ thêm cái một cái nữa đó. Nằm trong rễ, nó rút trong rễ nè, rút trong rễ lục bình đó. Có con này chắc mình cái đợt trước mà có một con cua giống chắc nó vô nó đẻ, mình thả vô đây là nó đẻ liền đó mọi người. Nó thả con ra liền là lứa đầu đó, chắc nó bự cỡ này nha mọi người. Đây nè, con này là mấy lứa sau này, bằng gần bằng ngón tay út mình rồi, bằng ngón tay út mình luôn rồi. Này lứa đầu nè, nó nằm dưới rễ lục bình. Rồi mình đợi nó đẻ hết ra xong rồi nha mọi người, thì mình sẽ bắt qua hồ khác nha. Rồi mình sẽ nuôi con của nó để tránh tình trạng mà cua con nó lột ra là cua lớn nó sẽ ăn nha. Khoảng 3 bữa nữa là mình sẽ bắt ra hết, bắt cua mẹ ra hết nha, bỏ hồ khác. Mọi người có nhiều người hỏi, nhiều bạn hỏi mua giống mà tại vì
nó nhỏ quá nha mọi người, mình không có bán. Nếu mà mốt mà nuôi thành công, nuôi lớn thì mình sẽ bán cho mọi người nha. Mình tại nào thì cũng phải bằng ngón tay cái nha mọi người, bằng ngón tay cái thì mới có thể bán được nha. Giống mà bán được là khoảng từ 200 con, 300 con, 250, 300 con một ký nha mọi người, lúc đó mới bán được. Còn nó nhỏ quá là vô là nó hơi gãy chân gãy càng thế này. Mình chia sẻ thêm nhiều người thì mình nuôi cua con này mình bây giờ mình sẽ để thêm một số gạch ống cho nó cua con nó trú nha mọi người. Mỗi khi mà nó lột xác á nó có thể chui vô ống gạch nè nó ở, để tránh cái tình trạng mà cua lớn nó ăn nha. Thì tại vì con cua này nó mỗi khi mà nó tới lớn á, nó đạt cái cỡ mà bán được á, là nó rò lột xác rất là nhiều lần nha mọi người. Mình không thể đếm được bao nhiêu lần mà mình thấy là nó lột là rất là nhiều luôn á, không biết chính xác bao nhiêu nha. Mình để thêm này mình mới để có nửa hồ, một tư hồ à. Mình sẽ để cua đẻ xong là mình có thể mua thêm gạch về mình lót 3/4 hồ nha cho cua con nó ở. Gạch thì cũng rẻ nha mọi người, cục chắc gần ngàn nha. Đây mình có trồng thêm một số cây để mốt lên làm vàng nha. Đây nè, cái này là cái này đầu rồng nha mọi người, dây đầu rồng. Còn đằng kia kìa, đằng kia là dây mồng tơ nha. Còn đằng kia nữa, đi qua bên kia hồ bên kia nha. Đây là hồ ốc của mình. Lúc trước là hồ bên đây mình bắt qua mình để bên đây nè mọi người, mình cho nó ăn bên đây dễ dễ kiểm soát hơn. Lên nó đẻ đầy hơn. Đây mình có thả một mớ cá con nữa nha mọi người, ra ruộng mình vớt về mình nuôi nó. Cá con hiện giờ cũng 200k một ký nha mọi người. Đây đây là dây bầu nha mọi người, mình làm vàng cho nó lên luôn. Bắt vàng xong rồi mình cho nó leo lên đây luôn nha mọi người, khỏi cần phủ, khỏi cần lưới lan nha mọi người. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha, bye bye.